Hello, xin mến chào tất cả các bác nhé. Ngày hôm nay thì đang đi lắp một bộ karaoke giá bình dân anh em nhé. Chỉ với là 22.300.000 thôi anh em nhé. Với cái cấu hình này đó, dùng một cặp lắp 12 này, đẩy LT1600 nhé, micro và vang số, không có súp anh em nhé, nhưng nghe rất chất. Ngọn nguồn đâu phải do tôi, nỡ sao người hỡi. Đường phố đấy, với cấu hình này bằng 75 rất là đẹp. Bộ mic này thì cái chất âm của nó rất là hay, đều dài hầu như không phải cắt. Vang DX6 và mic 7X5, đấy, một cặp và lắc 12. Với cấu hình này thì đánh như anh em đánh trong phòng này vô tư anh em nhé. Và sau có điều kiện thì thêm súp, và anh em nào muốn thêm súp thì giá sẽ ngoài 30 triệu một chút, nhưng mà giữ rất là hay. Đấy, cấu hình cơ bản đây anh em nhé. Nhà bác ấy bán giò chả anh em. Cấu hình này chỉ giá 22.300.000 này. Đấy, lại có bác hàng xóm sang hát thử dàn đây. Nói chung là khi chỉnh cho anh em ấy, cho nhà các bác ấy, thì mỗi người một kiểu nhỉ. Nên là em cứ phải chỉnh một cách nào đó cho nó phù hợp nhất và hay nhất anh em nhé. Tùy từng cái cấu hình khác nhau thì chỉnh nó khác nhau, tùy từng người hát khác nhau anh em nhé. Nhưng mà để cho mỗi người hát đều dễ dàng thì phải rất là khó. Này của mình là nó sẽ có 6 chế độ. Đây đấy, chú nhìn 1 2 3 4 5 6 nha. Cháu cứ chọn cho chú là 1 2 3 4 là hát. Đấy, 5 6 là nghe nhạc nhá. 5 là nghe nhạc mạnh, 6 là nghe nhạc nhẹ nhá. Đấy, bây giờ cháu sẽ cài cho chú và 5 6 thì nó sẽ không có tiếng mic. Đấy, còn to nhỏ mic này, to nhỏ nhạc thì chú chỉnh trên này được. Đấy, trên nó có cái điều khiển lắp quả pin vào là được chú nhá. Có thể là vặn kịch luôn. Đấy. Vì mình cháu giới hạn này trên này rồi. Cho nhỏ trên này. Đấy, cho. Cái này là kịch vừa xong là kịch tiếng này. Vâng. Dạ. Cố định là kịch tiếng à? Kịch cũng được mà chú để. Chưa, đây chú đây à. Đấy, chú đừng chỉnh trên này nữa. Đấy.
cái này có chế độ nó khóa không, nó kịch quá nên căng. Khóa chú ơi, cháu khóa hết vào rồi. Ừ. Có nghĩa là để có mức rồi, khi tắt đi bật lại thì đây là chú nhìn nhá. Nó, bọn nó chỉnh nó, ví dụ nó chỉnh to nhỏ. Ấy. Nếu mà chỉnh to nhỏ ấy. To nhỏ đây à? Vâng đúng rồi chú, to nhỏ nhạc ở đây này, to nhỏ mic, to nhỏ chú có thể chỉnh ngay trên cái điều khiển này được. Đấy. Hoặc là đây ví dụ cho tắt đi bật lại nhá, tắt đi bật lại này thì nó sẽ ở cái mức mà cháu set up. Đấy. Đây tắt đi bật lại đây, nó chạy xong rồi chú mở. Để 12 giờ cũng được, hoặc là để 3 giờ, hoặc để kịch cũng được. Đó. Vâng, cái đấy to nhỏ ở đấy thì sẽ mình không sợ gì đấy. Đấy. Chú thấy chưa? Khóa rồi. Vâng, đúng rồi. Không mà sợ ảo vì cháu giới hạn trên này rồi. Kể cả vặn kính cũng không sao cả. Đấy, rất là đơn giản thôi, không gì cả.